Lam và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, một chương trình đem đến rất là nhiều cái sự kết nối của những mảnh ghép trong cuộc sống. Ngày hôm nay cũng như thế, chúng tôi sẽ kết nối hai cặp đôi với nhau để xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Và thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Lâu lâu em bị stress với lại nghiện mua sắm anh. Đồ đạc trong nhà anh, thích là mua thôi, không có suy nghĩ nhiều. Vậy nửa giờ thích thì mệt rồi nha. Giữa lớp 10 là biết yêu lần đầu tiên luôn ạ. Cũng là mối tình đầu luôn ạ. Người yêu cũ của em thì kiểu là không được chung thủy lắm anh. Nên là em luôn luôn đặt cái vấn đề chung thủy lên hàng đầu. Mới lớp 10 thì chung thủy thì nói. Hai đứa giận nhau xong rồi hòa hợp lại. Cái khúc cuối mối tình á là hai người giận nhau một tháng. Sau một thời gian đó em quay lại thì em phát hiện là có thể có người khác, có người khác đó là bạn của bạn. Đó là tại vì em dại. Dạ. Mời nhà trai. Thôi ngồi đi em trai. Sao hú dữ vậy? Mời nhà gái. Dạ em. Wow. Thôi bây giờ mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chào chị nữ bên kia, thì em tên là Vinh. Em 28 tuổi, thì quê ở Cà Mau, hiện tại ở Gò Vấp. Vinh làm gì Vinh? Dạ hiện tại là em làm bên công ty mỹ phẩm. Vinh là quê Cà Mau nhưng mà ở Gò Vấp. Dạ đúng rồi. Ở với ai Vinh? Dạ em ở với bạn. Bạn trai hay bạn gái nè? Dạ bạn trai. Ở với bạn trai. Dạ. Hai chúng tôi ở với nhau được chưa? Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào MC Ngọc Lan và MC Quỳnh Linh và tất cả các vị khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Em cũng chào bạn nào ở bên kia ạ. Em tên là Vũ Thị Ngân ạ. Năm nay thì em vừa mới chớm tuổi đôi mươi ạ. Hiện tại thì em vẫn còn đang là sinh viên khoa báo chí và truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời ơi. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Nhưng mà nhìn em có vẻ rất là chững chạc luôn á. Thật ra thì em cũng ra đời từ sớm lắm ạ. Từ năm lớp 9 thì em đã bắt đầu ra đời và rời xa gia đình tự độc lập rồi. Cho nên là em nghĩ chắc là vì vấn đề đó nên là chị Ngọc Lan thấy em chững chạc hơn đúng không ạ? Em ra đời từ lớp 9. Dạ. Thế em sống với ai? Em dạ lớp 9 thì em dạ em đi làm hè á chị. Thời gian rảnh thì em sẽ rời xa gia đình và em đến những cái chỗ mà cần nhân viên đi làm ấy ạ. Thì em sẽ làm và kiếm tiền. Quá độc lập. Tôi nghe ra đời từ lớp 9 tôi qua liền luôn. Xinh quá trời luôn vậy đó. Ra đời sớm quá ha. Dạ. Mình là quê đâu? Dạ theo giấy tờ thì em là quê Nam Định. Nam và Định. Thật ra thì em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai và từ nhỏ đến giờ em chỉ ở Gia Lai thôi. Anh có nghe thấy câu mà nhất gái Gia Lai nhì trai Đắk Lắk chưa? 2K2 ra đời từ 9 tuổi á. Dạ. Lớp chín. Ở đâu mà 9 tuổi mà đi đâu sớm vậy? Đi học. Đi học trường đời. Tôi thấy bên nhà gái tôi thấy được lắm rồi đó. 2K2 mà nói như người lớn luôn vậy đó. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em làm việc chăm chỉ. Điểm yếu của em là lâu lâu em bị stress với lại nghiện mua sắm anh. Nghiện mua sắm mua gì? Đồ đạc trong nhà anh. Thích nghiện là mua thôi, không có suy nghĩ nhiều. Vậy nửa giờ thích thì mệt rồi nha. Dạ. Không có cản giờ được á. Kinh tế của mình nó có ổn định không mà mình thích cái gì là mình mua cái đó ngon lành vậy? Dạ, kinh tế em thì khá ổn chị. Khá ổn luôn. Bên đây đẹp trai, kinh tế khá ổn. Muốn mua gì mua, nghiện mua luôn, được chưa? Cái đó là nhược điểm luôn á hả? Ưu điểm. Cái đó em nghĩ là nhược điểm á. Tại vì đàn ông mà xài tiền nhiều quá thì sẽ... Thế sao? Sẽ ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Đâu có, đàn ông xài tiền nhiều tốt chứ. Mình có xài nó mới vô chứ, mình có ra nó mới vô chứ. Nhưng mà xài mình có mục đích chứ không phải mình đụng đâu mình xài đó. Dạ. Mình nghe ưu điểm khuyết điểm của người con gái tự lập từ năm lớp 9 nè. Em nghĩ thì ưu điểm của em đầu tiên đó là khả năng nói ạ. Ước mơ của em cũng là trở thành một biên tập viên truyền hình để dẫn chương trình thời sự. Em không biết là mọi người muốn nghe em dẫn thử một đoạn không ạ? Muốn em. Dạ em nói một câu thôi nha. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của buổi tối ngày hôm nay. Dạ vậy thôi ạ. Trời ơi, em run quá nên là em đọc không được tốt lắm. Mọi người bỏ qua cho em nha. Nghe giọng thấy hay, hấp dẫn. Lan qua bên đây ngồi để bé qua đó ngồi đi. Mình đổi vị trí. Ừ, chắc phải vậy đó. Mời em qua đây ngồi.
qua đó ngồi mai làm mai cho chị Lan. Làm mai cho chị Lan chứ chị Lan ấy lắm, em mới 20 tuổi em lo gì. Trời ơi. Đúng mới ấy đó. Trời ơi, giọng hay đó nha, giọng này dễ nhớ lắm á. Được đó. Đúng rồi, bạn này là có quá nhiều ưu điểm luôn. Quá nhiều ưu điểm luôn á. Thì mình có khuyết điểm không? Con người thì không ai hoàn hảo rồi, nên là chắc chắn cũng phải có khuyết điểm. Em nghĩ khuyết điểm lớn nhất của em đó là hơi nóng tính một xíu. Nóng tính. Đấy là em, mọi người thì em rất là dễ gần hòa đồng. Mọi người nói chuyện với em thì luôn luôn nói là em là một người rất là nhiều năng lượng. Nói chung là em làm sai hay em làm đúng thì mọi người chê trách em hay cái gì thì em cũng cười, không phải là kiểu cười cợt nhả mà là em sẽ dùng nụ cười đó để làm hòa dịu với bạn. Ai như bà Lan là tới bà mết nên bà quạo năng lượng nó xuống liền. Mình có sai thì mình cười tích cực cho người ta vui, còn bà sai bà tá quả binh mặt quạo. Sao nhờ chị dẫn chương trình chung có vui vẻ không? Hết vui. Hết vui. Hết vui, nghỉ luôn, khỏi luôn, khỏi. Thấy luôn. Nam định vô thấy bên này hết vui. Giỡn đó mọi người ơi, cái đó giỡn đó chứ không có hung dữ gì đâu. Sao, mình có nóng tính không? Dạ, cho em hỏi xíu là nếu mà bạn nữ nóng tính á thì bạn nữ sẽ tìm cái biện pháp nào để giải quyết? Quýnh này đương đưa mặt. Quýnh này đương đưa mặt. Đúng rồi, nóng quýnh thôi, chứ nói năng gì. Rồi sao, được không? Em cũng có nóng tính nhưng mà khi em nóng lên em không nói. Em sẽ im lặng và em uống cà phê với bạn bè rồi em đi về nhà thôi chứ. À, em không, không, bên đây nóng quýnh à, chịu được không? Chịu được thôi à. Em nghĩ chịu đòn được anh. Được. Dạ. Để khỏe. Nói thôi chứ ai đâu vậy đúng không? Tôi gài á mà không được thôi. Bên đây người ta kiên nhẫn lắm. Đó, người ta hỏi em kìa, giờ nóng tính quá đi làm sao? Dạ. Nhưng mà em cũng không thích người đàn ông nếu mà giận nhau thì im lặng. Bởi vì em muốn là nếu mà hai người mà giận nhau thì cùng nói chuyện để hòa giải cái câu chuyện đó. Chứ em không muốn là cả hai im lặng. Thì nếu là em thì em sẽ cảm thấy là em sẽ dồn nén cái ấm ức đó vô và lâu dần sẽ trở thành một cái gì đó không thể nào mà xóa giải đi được nữa. Em ơi, hai đứa thì một đứa nói thôi. Em có khả năng ăn nói rồi, người ta không có khả năng ăn nói rồi, thôi người ta im lặng. Dạ, ý là hai người giải thích cho nhau hiểu ấy ạ. Ví dụ như là có xảy ra vấn đề gì đó. Nhiều khi đàn ông á, họ nóng quá, họ im lặng là đúng á. Họ hết nóng thì họ sẽ họ nói. Nóng nhiều hơn nữa. Đừng có bắt người ta phải nói, nhiều khi ta bực quá ta nói, nhiều khi quạo lên. Em tìm được cái người mình nhịn trong lúc em nói là chị thấy là cũng may mắn lắm rồi đó, thiệt á. Đây mấy mối tình rồi anh trai? Dạ em có hai mối tình chính thức anh. Chính thức hả? Râu ria là nhiều lắm hả? Giống như gặp gỡ nhau, gặp uống nước cà phê thôi chứ. Vậy đâu phải mối tình đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Hai mối tình đó lâu không? Một mối tình 5 năm và một mối tình 1 năm. 5 năm sau chia tay. Mối tình đầu tiên của em lúc 5 năm là thường là hai đứa giận nhau xong rồi hòa hợp lại. Như vậy nó kéo dài 5 năm. Cái khúc cuối mối tình là hai người giận nhau 1 tháng. Lúc đó thì em vẫn chưa quen ai, nhưng mà người đó thì có qua lại với bạn bè. Vô tình thì nó nảy sinh tình cảm, nhưng mà em không biết, nên em tưởng nó hai người giận nhưng mà vẫn hàn gắn lại. Nhưng mà sau thời gian đó em quay lại thì em phát hiện là coi đó có người khác. Có người khác, đó là bạn của bạn. Đó là tại vì em dại. Dạ. Ai mượn em im lặng trong suốt cái khoảng thời gian giận nhau đó làm chi, người ta con gái mà người ta còn ngời ngời kiểu đó là biểu làm sao. Mình đàn ông phải tranh thủ liền, mình giận nhau rồi mình làm lành liền tại chỗ, có cái gì thì nói liền. Dạ. Tương lai của người ta đâu có ngồi người ta đợi em im lặng được. Dạ em cũng thấy mình sai. Có tiếc không? Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị, tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Dạ. Nên là mai mốt mình phải rút kinh nghiệm, không đừng nghĩ là giận nhau im lặng rồi cái im luôn. Rồi cái mình bắt người ta là cũng phải im lặng và chờ đợi, như vậy là không được. Với cô gái này em không có cơ hội im lặng đâu. Dạ. Mà nói chừng em chịu trả lời thôi đó. Dạ, em cũng thích những người nói nhiều chị. Tại nhiều khi em cũng có tâm sự nhưng mà em lại ít nói. Đừng thích nói nhiều, mệt lắm. Càm ràm suốt mệt lắm em ơi. Dạ, dạ. Mà nó vui. Nó vui. Dạ. Nhiều khi phụ nữ mà càm ràm riết nó cũng không có vui nha. Nhưng mà vui. Mà thôi, kệ cũng phải vui, bởi vì càm ràm cũng là bản tính rồi. Không càm ràm nhớ. Đó, dễ gì có ai mà có được cái đức tính càm ràm như người phụ nữ. Đúng không mấy chị? Nói thôi chứ mấy người đàn ông nói trời ơi tôi không thích càm ràm. Không thích cũng không được. Nghe từ từ nó quen. Quen từ từ rồi nó sẽ thích. Nghe như hát vậy thôi. Đúng rồi. Nếu mà kể coi nghe càm ràm ngồi cười thôi. Cười trừ giống như đây nè. Chắc chưa có mối tình nào đúng không? Dạ có một mối ạ. Trời ơi. Ra đời cũng hơi sớm. Đúng rồi. Lớp 9 rồi ra đời. Đúng rồi. Mối tình nó kéo dài lâu không? Dạ giữa lớp 10 là biết yêu lần đầu tiên luôn ạ. Cũng là mối tình đầu luôn ạ. Yêu vậy. Được nhiều không?
Dạ. Lâu không? Dạ được hơn một năm ấy ạ. Ồ cũng lâu quá hả? Lâu đậm đó. Dạ. Vậy là có kinh nghiệm tình trường luôn đúng không? Dạ có một mối thôi nhưng mà em nghĩ là em sẽ đủ khả năng để khiến tiếp bạn... mối thứ hai. Dạ đúng rồi. Dư khả năng tiếp mối thứ hai. Bây giờ mình muốn có người yêu lý tưởng thế nào nè? Dạ thật ra thì người yêu cũ của em thì kiểu là không được chung thủy lắm anh, nên là em luôn luôn đặt cái vấn đề chung thủy lên hàng đầu. Mới lớp 10 thì chung thủy thì nói. Nhiều khi nó còn không biết cái đó là ngoại tình. Đúng nữa. Rồi, nó còn biết đó là cái gì nữa. Bây giờ bé bên này lớn rồi nó hiểu chung thủy là gì. Bé này còn chưa biết chung thủy là gì luôn. Trời. Trời ơi trời. Cái gì nữa? Biết quan tâm một xíu thôi. Quan tâm đúng dạ, rồi. Kiểu em thích là một người đàn ông ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ là được ạ. Bên đây là trai, gọn. Gọn. Body săn chắc. Ôm fit fit vô trong người không ạ? Dạ. Một mẫu hình lý tưởng, một ngôi sao điện ảnh nào không? Em nghĩ là Song Luân ạ. Song Luân. Này Song Hành á. Song Hành với em luôn á. Cũng được, đây ngon á, đẹp trai đó. Nãy giờ nói mẫu hình lý tưởng của mình chưa? Dạ em thì đầu tiên của em là một phụ nữ đầu tiên phải chung tình nè. Thứ hai là phải có ngoại hình một chút. Ngoại hình hả? Xinh lắm. Em có nghe bài có ai chung tình được mãi không? Em cũng nghe, em nghe hay nghe lắm anh. Bình Minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Nó không phù hợp với chương trình trên này. Mình phải nhìn thấy cái điều đó. Thôi đi đừng nói tránh những cái điều tiêu cực cho bọn trẻ nó sợ. Không, mình thực sự cái bài hát đó nó an ủi cho những người bị người khác bỏ rơi anh. Giống như mình bị người khác bỏ rơi thì cái bài đó nó nghe nó cổ vũ mình. Mình phải sống tốt hơn mỗi ngày anh. Đúng rồi à. Thành ra mình cứ nhìn những cái tiêu cực đó mình tránh thôi. Nhưng mình phải chung tình nha. Dạ. Đừng dạ nói có gì cái nói tôi không chung tình được mãi là không được nha. Tôi giống bài hát. Tôi chỉ giống bài hát thôi mà. Chung tình nè, xinh đẹp nè, rồi gì nữa. Siêng năng chút chị. Bên kia là thừa siêng năng luôn. Lớp 9 là đi ra ngoài, đi ra đời là kinh tế tự đúng lo rồi. Năng động, sáng tạo, ừ, nhanh nhẹn, năng lượng, tích cực. Dạ. Em nghĩ là như vậy là khá tốt rồi chị. Tốt. Vậy là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Quá được. Dư, dạ, bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ, em đi với lại đồng nghiệp của em. Tập gym chung luôn ha. Dạ, em là lần đầu tiên thì em xin chào tất cả mọi người trường quay. Em xin con xin chào chú Nguyễn Linh. Chào chị Ngọc Lan. Em là đồng nghiệp của Vinh. Về nhận xét cá nhân của em về phía bạn nữ, bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Em thấy là bạn nói là bạn rất là thích nói, mà bạn của em thì lại là ít nói. Cho nên là bạn nhiều thì bạn cũng có thể là bù trừ ạ. Bù trừ, dạy cho bạn nói cũng được. Dạy nói luôn hả? Dạy nói luôn, tại nhiều khi bạn ít nói phải cậy miệng bạn nói luôn mới được. Thôi, làm như nó mới thôi nâu vậy dạy nói. Vinh à, bạn ở bên này thì rất là hoàn hảo rồi. Bây giờ là chỉ có chờ kéo rèm qua rồi hốt bấm chuông thôi, chứ giờ không còn nói gì nữa hết. Làm dạ như Lan và Điệp vậy, bấm chuông. Rồi. Cảm ơn em. Được. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ, tại vì nhà em ở Gia Lai hết, có một mình em ở trên này. Rồi, có chị Lan. Bé này sao? Tự tin lắm, bé rất là xinh, rất là bản lĩnh. Nào, mở rào. Bắt đầu đi. Wow. Wow. Chào em. Em cũng gửi anh thiệp. À, cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em rất là lanh lợi. Xinh đẹp nữa. Dạ. Nói chung em rất là good. Biết nói gì. Đẹp đôi ha. Rất là đẹp đôi luôn á. Em có lời gì muốn nói với anh không? Dạ đúng gu em chị. Dạ đúng gu em chị. Em chỉ một câu thôi, gu em. Gu em. Gu rồi đó. Cái mà anh ít nói thì về em sẽ bù trừ lại được hết. Tất dạ cả những thứ mà anh thiếu thì em sẽ bù trừ. Nhưng mà em mong là những thứ mà em còn thiếu thì anh cũng sẽ bù trừ lại cho em. Ok. Rồi bây giờ về ghế ngồi đi ha. Hẹn hò sao nè, mỗi tuần gặp bao nhiêu lần? À, em thấy tuần mình gặp nhau khoảng mấy lần. Em nghĩ là tùy tính chất công việc của anh. Dạ. Tại vì em không yêu cầu nhiều quá. Nhưng mà cái giai đoạn đầu thì em nghĩ là mình cũng nên gặp nhau nhiều một chút để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Okay. Còn sau này nếu như mà mình tiến xa hơn một chút thì em nghĩ là tùy vào tính chất công việc thì mình có thể thông cảm cho nhau. Bởi vì tại vì em phải tự trang trải tài chính cho bản thân, cho nên là em cũng
đi làm khá là nhiều ấy. Nhưng mà nếu mà trong chuyện tình cảm thì em vẫn luôn có thể sắp xếp được thời gian để mình có thể dành thời gian cho nhau. Một tuần mình gặp nhau 2 lần thì em nghĩ thế nào về cái thời gian đó? Dạ, nếu mà công việc của anh bận rộn thì em nghĩ 2 lần cũng được ạ. Còn nếu mà gặp được nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Anh nói là anh nghiện mua sắm không sao ạ. Tại vì em cũng thích mua sắm nhưng mà em có thể kiềm chế được cái sự mua sắm của bản thân, cho nên em nghĩ là em sẽ dùng được cái kinh nghiệm mà kiềm chế cái sự mua sắm của bản thân để giúp anh kiềm chế lại cái điều đó. Thực sự lúc anh chết á, anh hay đi mua sắm tại vì nó sẽ quên đi những cái áp lực trong cuộc sống. Anh ngày mai anh sẽ sống tốt hơn và làm việc tốt hơn thôi. Đó là cái suy nghĩ của anh. Nếu vậy thì em nghĩ là chắc sau này anh không cần phải đi mua sắm nữa đâu. Tại vì em sẽ trở thành cái khiến cho cái stress đó của anh sẽ biến mất. Mỗi lần mà anh stress thì em nghĩ là em sẽ hát cho anh nghe, đúng không? Anh có thích nghe hát không? Lúc trước anh có học điện thanh thời gian. Thời gian gần đây thì anh không có hát nữa nên như anh hát không được hay. Anh Lệ Thanh, chắc em nghĩ anh hát hay, anh có thể tặng em một bài hát được không ạ? Thực sự là anh hát trai không có hay lắm. Dạ không sao ạ. Em thích thì anh có thể hát cho em một đoạn. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu làng tống sò bên dèm. Lòng ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi, vườn hoa vẫn chưa mở lối. Em xin hát. Rồi Bé Ngân hát đi, Bé Ngân. Em thì muốn không khí sôi động hơn nên em sẽ hát một bài hát mà hiện tại thì em nghĩ là khá là hot. Bài hát của Trúc Nhân, Có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Bất ngờ anh nói chia tay, dù lúc tôi đang yêu anh đắm say. Và thế rồi anh mất tăm hơi, mặc xác tôi nơi này lòng chơi vơi. Hết hôm nay anh nhắn cho tôi và nói anh đang mong thương nhớ tôi. Thế quái nào anh không để tôi yên, trái tim tôi nó phải công viên. Dạ. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Em nghĩ tình yêu đơn giản lắm ạ. Chỉ là hai người yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Kiểu em chỉ cần là bạn trai biết quan tâm em một chút. Bởi vì em cũng đi làm. Em nghĩ là bạn nam đi làm, bạn nam cũng cảm thấy mệt mỏi. Ví dụ sau một ngày làm về mệt mỏi thì em hỏi han quan tâm bạn nam, thì em nghĩ là nếu mà bạn nam quan tâm hỏi han lại em thì cảm thấy là một ngày đó đã xua tan được khá là nhiều mệt mỏi rồi. Quan niệm về tình yêu của anh á, cái điều quan trọng nhất trong tình yêu á, hai người phải thi chung với nhau. Thứ hai nữa là hai người phải san sẻ, phải yêu thương nhau và biết là nương tựa vào nhau. Thứ ba nữa là có chuyện gì nữa này tối mình vẫn về chung mái nhà. Như vậy nó có... Dạ, cái đó đúng hợp ý em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Anh thấy em với lại anh có nhiều điểm bù trừ với lại có nhiều cái sở thích giống nhau á. Em có nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội để chúng mình đến với nhau không? Thật ra thì ngay cái lúc mà anh chia sẻ những câu nói đầu tiên, cái chất giọng anh ấy nó ấm áp đó, thì em cũng cảm thấy là khá là ấn tượng rồi. Cho nên là em nghĩ là nếu mà anh cũng cảm thấy là có một chút ấn tượng với em ban đầu thì mình cho nhau cơ hội cũng được ạ. Bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái ha, nhìn sâu vào mắt nhau để cảm nhận xem đây có phải là người mà chúng ta có thể hợp với nhau, cùng nắm tay nhau để hỗ trợ nhau cùng tiến bộ hướng tới một tương lai tốt đẹp hay không. Em xin lỗi run quá. Bàn tay em rất là ấm áp. Anh có sao ạ? Tại em thấy tay anh hơi lạnh. Anh lạnh là tại vì máy lạnh nó lạnh quá em. Hai bạn nói với nhau đi, những cái gì trong lòng mình đang suy nghĩ và mình mong muốn cái điều gì một lần nữa rồi chúng ta đến với phần bấm nút nào. Thôi em nghĩ là bấm nút luôn đi ạ. Mình đến luôn nút bấm nút đi ạ. Vậy hai bạn đứng đó đi để chúng tôi bấm nút cho. Tôi sẽ hỏi và hai bạn trả lời nha, rồi chúng tôi bấm nút nha. Bây giờ bạn gái có đồng ý bấm nút không? Dạ em đồng ý ạ. Bạn trai có đồng ý bấm nút hay không? Dạ có. Thế thì bấm. Mình nắm nó ngược cái tay quá, anh nắm lại. Dạ. Em đợi hoài nữa. Em đợi. Hôm nay mình chính thức hẹn hò nha em. Dạ. Gia đình của bạn gái là đang xem chương trình, nói với bố mẹ, xin phép bố mẹ là cho con được làm quen, được chăm sóc và sẽ bảo bọc cho em khi em ở Sài Gòn không có ai hết. Chào gia đình và hai bác, thì em hứa là sẽ quan tâm chăm sóc em và dành nhiều tình cảm cho em. Nếu có thời gian thì em sẽ ra ngoài Gia Lai thăm gia đình. Em xin cảm ơn hai bác. Em xin cảm ơn hai bác.
Có lẽ Ngân rất xúc động đúng này đúng không? Ngân có nói gì? Dạ em chỉ nói một câu thôi ạ. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Hai bạn rất là đẹp đôi thật sự. Dạ. Một nụ hôn. Xin hôn rồi nha. Em có sợ không? Hãy cố gắng lên chăm sóc cho bé Ngân. Cô gái này có thể làm được tất cả mọi chuyện. Đúng không rồi. Cần ai hết. Nhưng em hãy làm hết tất cả những gì cô ấy đã từng làm. Đừng để cô ấy phải tự làm. Khi cô ấy đã tự làm thì cô ấy không cần em nữa nha. Dạ, em cảm ơn chú Linh cùng chị Ngọc Lan. Dạ, em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai đứa quen nhau. Cảm ơn và đặc biệt ạ. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một chiếc quạt máy Toshiba FLSA10VN, hiệu năng vượt trội, 3 tốc độ gió, chế độ hẹn giờ tắt, góc đảo gió 85 độ, động cơ hiệu suất 50W, điều khiển bằng nút nhấn và xoay. Đây là dòng sản phẩm với thiết kế thân thiện, thích hợp với nhiều không gian trong căn nhà của bạn. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Hai đứa cứ nắm tay đi suốt cuộc đời đi các bạn. Từ từ đi thôi. Nhớ nắm tay thật chặt bạn gái nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện thứ hai. Mời quý vị cùng theo dõi. Nghề nghiệp của mình là người chăm sóc nuôi bệnh của công ty dịch vụ 247 á. Cái năm vừa rồi nuôi bệnh ở ngoài Quảng Ngãi á. À, nuôi một năm mấy nhưng mà có quen một cái người phụ nữ đó. Nhưng mà quen người nữ đó chưa đụng tới được cái tay luôn. Chỉ quen qua quen lại nói chuyện thì ra trước quán uống cà phê rồi về mạnh nay nó ngủ rồi chứ chưa có đụng được cái tay cái gì chứ. Chị bao nhiêu mối tình rồi? À, một đời chồng. Nhưng yes. Để mà nói là đến bây giờ đấy, nói là tầm tuổi mình chưa được yêu và chưa biết yêu thì nó cũng hơi kỳ một chút. Nhưng mà đúng là như vậy. Mời nhà trai. Mời lên trai. Mời nhà gái. Chào bạn. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Chào Ngọc Lan. Chào dạ. Bạn nữ bên kia. Chào hết tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Mình tên Nguyễn Văn Việt. Năm nay 47 tuổi. Nghề nghiệp của mình là người chăm sóc nuôi bệnh của công ty dịch vụ 247 ạ. À. Dạ. Tức là anh đi chăm sóc người bệnh. Dạ. Ở đâu cần mình đi chăm sóc hả? Dạ em ra tới ngoài Bắc luôn á anh Linh. Bất cứ già lớn tuổi gì cũng làm được hết. À. Nằm liệt hay là cái gì làm được hết. Chỉ nghe nói cái nghề của anh thôi là Linh thấy cảm động rồi. Mời nhà gái. Xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Yeah. Chào tất cả khán giả đang xem ở chương trình. Mình tên là Ngô Thị Tuyết. Yeah. Năm nay mình 50 tuổi. Mình ở Quảng Ninh nhưng hiện đang làm việc ở Phú Quốc và Sài Gòn. Anh Việt nè, đang làm việc tức là chăm sóc người bệnh ở đâu? Dạ hiện tại bây giờ là ca của em nuôi ở ngay bệnh viện Chợ Rẫy anh. Thuê mình nuôi á, chừng nào mà người ta sức về viện người ta về người ta hết mướn rồi mình đi về. À nuôi bây giờ đang nuôi Chợ Rẫy là người lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Dạ người đó nay 92 tuổi ạ. Trời ơi. Tại nghề em làm nay là 26 năm rồi, năm 21 tuổi, năm nay 47 tuổi. Mình ở nhà riêng mình ở đâu? Dạ hiện giờ thì em là đang ở trong công ty ạ. Công, à, công ty luôn. Có nhà nghỉ cho em đó. À không có nhà riêng. Dạ em chưa có nhà riêng. À. Nhưng mà ở dưới quê em thì em còn cái nền nhà khoảng 200 mấy mét. Rồi. Nhưng mà em chưa có cất nhà nổi. Ở Tiền Giang hả? Dạ. Ở huyện nào? Em ở huyện Cái Bè ạ. Rồi. Đó. Tình hình vậy là chắc chắn là những cái điểm mạnh của anh Việt á là rất là nhiệt tình, kỹ lưỡng ha. Dạ. Rồi thương người nữa. Dạ. Anh thấy mình có một cái tật xấu gì không? Em thì nói chung là hơi nhẹ dạ hay thì xúc động, ưa xúc động dữ lắm. Nhiều khi em thấy những cái hoàn cảnh những ai khổ hoặc là em nuôi bệnh là em thấy cái giường kế ca kế bên mà bị con mà nó la mẹ hay la cha gì cái
em làm như là trong cái lòng em muốn chảy nước mắt, em muốn chảy rồi, thấy tụi nó đâu phải tật xấu đâu trời, nó tật tốt hay xấu gì thì nhiều khi thể hiện ra trước mặt người ta thấy người ta cười á. Rồi mời nhà gái. Ưu điểm của mình thì thương người, yeah, vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của mình thì cũng đôi khi áp lực công việc cũng có hơi chút xíu nóng tính. Dạ. Lúc nãy em cũng chưa nghe chị nói về công việc của mình, chị chỉ nói là nghề tự do thôi thì em... Thực ra là công việc của mình là mình đang kinh doanh với bất động sản. Chị bao nhiêu mối tình rồi? Một đời chồng. Nhưng dạ, để mà nói là đến bây giờ đấy, nói là tầm tuổi mình chưa được yêu và chưa biết yêu thì nó cũng hơi kỳ một chút, nhưng mà đúng là như vậy. Hả, là sao chị? Tại vì là người chồng của mình là chơi với anh trai mình. Dạ. Xuống nhà mình chơi từ năm mình chỉ 7-8 tuổi thôi. Thế đến năm mình 17-18 tuổi thì nó chỉ có một chút gọi như là kiểu như là quý nhau cảm tình thôi. Thế lấy nhau về được hơn một năm, khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Thế là thôi. Dạ. Trời, thương quá. Em xin chia sẻ cái vấn đề này với chị nha. Chị cảm ơn. Dạ. Để bây giờ em qua em nghĩ anh trai bên kia coi như thế nào, rồi em về em báo cáo với chị. Dạ, em chào, chào anh. Đầu tiên là em xin phép được thể hiện cái sự ngưỡng mộ của em dành cho cái công việc của anh. Cảm ơn anh vì đã có cái sự chăm sóc suốt 20 mấy năm cho tất cả những bệnh nhân, những người mà cần cái sự chăm sóc. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Anh ơi, mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nói sự thật thì cái năm vừa rồi nuôi bệnh ở ngoài Quảng Ngãi á, nuôi một năm mấy, nhưng mà có quen một cái người phụ nữ đó. Nhưng mà quen rồi tới chừng nuôi cái ông đó, ông 86 tuổi, ông mất. Ông mất rồi mình mới trở về Sài Gòn thì hai người đã thống nhất chia tay luôn. Nhưng mà quen người nữ đó chưa đụng tới được cái tay luôn. Chú kỳ vậy? Chú... Sao vậy? Chỉ quen qua quen lại nói chuyện thì ra trước quán uống cà phê rồi về mạnh nay nó ngủ rồi chứ chưa có đụng được cái tay cái gì chứ. Có nói yêu đương gì chưa? Có hứa hẹn rồi à. Nhưng mà sao xui quá cái ông bệnh nhân ông nặng quá cái ông mất à. Phải là ông đó ông sống lại là theo có nắm tay được. Có những mối tình sao mà nó oan nghiệt như vậy, người đã mất tình cũng đi theo luôn. Thật ra anh chăm sóc bệnh nhân mà những người lớn tuổi, 80 mấy tuổi, 90 mấy tuổi, anh này rất là tuyệt vời luôn á. Sự luôn. Nói thật chứ, xin lỗi không chứ, ai làm được đâu. Cha mẹ mình mà bệnh á, mình chưa chắc mình chăm sóc được á, huống hồ chi là một người lạ. Nói chung là trong cái nghề nuôi bệnh này sống á, một là phải có cái tâm, không có tâm nuôi không được, phải kiên trì, kiên nhẫn mới làm mới được. Nói chung em cũng bái quen phục. Em rất là ngưỡng mộ. Nghe luôn. Thôi là bái phục rồi. Cái mong muốn là anh có cái người bạn gái như thế nào? Bạn gái thì nói chung là một thì cũng hiền nhưng mà cũng phải năng động tí. Cái thứ hai nữa thì phải biết chia sẻ gia đình. Rồi còn ngoài ra không, còn nhiều là kinh tế hoặc là làm kia làm là em lo hết. Trời ơi, thôi được rồi, miễn có người bên cạnh là được rồi ha. Dạ. Rồi, em nuôi Covid nữa anh Linh. Hả? Nuôi Covid á, dạ, Covid em có nuôi Covid trong An Bình á. Em lâu, mình em nuôi 2 ca luôn. Nuôi lâu chưa con? Em nuôi năm rồi lắm, năm năm rồi thôi, năm rồi. Mỗi mình em nuôi 2 ca luôn á. 2 ca luôn. Dạ. Chào MC Quỳnh Linh. Dạ, chào chị. Ngưỡng mộ lâu quá rồi, hôm nay mới được gặp. Cái hoàn cảnh của anh bên đó rất là lạ. Từ xưa giờ Linh mới nghe lần đầu tiên luôn á. Nếu mà có một người chồng thế này, có thể là anh cũng sẽ về để chăm lo cho gia đình, rồi có thể cùng mình nắm tay đi suốt cuộc đời này được đó. Người này chắc chung thủy lắm á, ông chưa nắm ai được, giờ ông nắm chắc chặt luôn, ông buông luôn á. Ông không có thời gian đâu đi ngoại tình. Thôi bây giờ mình muốn một người mẫu lý tưởng thế nào? Thực ra vậy, nghe câu chuyện của anh ấy thì mình cũng rất là cảm động, cũng rất là khâm phục một người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ mình đang nghĩ là nếu như mà mình mà có tiến tới với anh ấy xa hơn một chút nữa thì mình thấy là anh sẽ bị thiệt thòi. Thiệt thòi cái là thứ nhất là anh ấy nói là anh chưa vợ, thứ hai là anh lại còn kém tuổi mình, thứ ba nữa là nếu như anh ấy chưa có vợ thì tất nhiên là anh ấy sẽ phải tìm những người mà người ta
phải sinh con được cho anh ấy. Thì thực ra để mà nói là với tầm tuổi như mình thì năm mươi mấy còn sinh được, không có lo. Nhưng mà vấn đề là chị có vẻ như chị không muốn hả chị hả? Không phải là chị không muốn, nhưng mà chị sợ anh ấy bị thiệt. Không, thiệt. Không sao đâu. Thí dụ như giờ á là hai người đến với nhau không có sinh được đứa con nào, anh buồn không? Dạ, điều đó thì ông trời nếu mà cho thì mình nuôi, không cho thì thôi chắc cũng không buồn đâu anh Linh. Thôi hai mình dạ, cái... phụ hỷ nhau cuộc đời được rồi ha. Dạ. Không có cũng sao đúng không? Dạ. Đó, anh không có sợ lo đâu. Ha. Rồi. Giờ mình hỏi người thân đi. Vậy đi. Dạ, anh đi với ai? À, nay đi với ship ạ. Ship ngồi ạ. Em xin chào MC Quyền Linh. Chào em gái song sinh của chị. Dạ. Chị là Lan, em là Ngọc Lan. Dạ. Hai song Lan. Dạ. Em chào chị. Em là đại diện bên đàn trai. Thì em thấy chị vì tuổi tác của chị và anh em thì nói chung cũng không chênh lệch nhiều. Còn cái vấn đề con cái thì theo em nhìn nhận là cũng không cần thiết gì mấy. Quan trọng là về già mình hữu hỷ, mình lo lắng cho nhau là tốt là chị. Nếu mà mở rào ra anh chị cảm thấy hạp thì mình bấm chuông để tìm hiểu, để về nương tựa nhau đến tuổi già. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chị. Em đi với ai vậy này gái? Em đi với này mấy anh chị em. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Thật sự hôm nay là cháu rất vui khi có cơ hội được ở đây và được tham gia chương trình với chị của cháu là chị Tuyết. Và hôm nay thì cháu cũng rất là vui khi được gặp chú. Đối với cháu thực sự mà nói, đó chính là chú giống như một người hùng. Chị của cháu cũng giống như là một nhà đầu tư. Nếu như chị đầu tư thì chị chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ. Vậy nên là thực sự là đối với một người hùng như chú thì em nghĩ rằng là chị hãy mở rộng trái tim mình và dũng cảm lên tìm hiểu. Mọi thứ khác biệt đều có thể dung hòa. Em chúc chị hạnh phúc. Vâng ạ, cảm ơn mọi người. Hay quá vậy em gái. Hay quá. Rồi. Bây giờ mình mở rào thôi cho hai bên gặp mặt. Mình cũng nôn nao lắm rồi. Đúng rồi, mở rào. Bắt đầu đi anh trai. Chào em ạ. Em có món quà tặng em. Vâng. Em cảm ơn. Khi nhìn thấy anh hồi hộp quá cho nên là em quên em tặng anh. Cảm ơn em. Em mở giúp anh. Rồi, hên quá, khẩu viên thích. Cảm ơn em. Hên quá. Hôm nay em tặng anh cái thắt lưng. Thứ nhất là trên thắt lưng này có tên của em. Thứ hai là em còn muốn cột chặt. Cột chặt cuộc đời của anh luôn. Rồi, bây giờ hai anh chị cùng đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Lần đầu tiên mới biết em thì thấy em khó cảm tình. Thấy à? Khó cảm tình hả anh? Khó. Anh thấy khó cẩn thận. Tại anh run quá, anh nói cái thành khó đúng. Tại hồi đó giờ cũng chưa có bao giờ mà thường nói yêu quá cho nên giờ không nói yêu bằng thế thì bây giờ anh sẽ phải nói yêu đi. Để cho nó quen. Hồi nãy nghe nói em giới thiệu là em có một đời chồng đúng không? Dạ. Thì có cháu không? Em có một cháu trai. Nếu em ở Phú Quốc, anh có bay ra Phú Quốc không? Phú Quốc thì anh chưa có ra tới, nhưng mà anh có nuôi 3-4 ca ở Gạch Giá. Đi tàu quá. Có gì đâu, thì có sếp đây nhận vài ca Phú Quốc ở ngoài luôn, có gì đâu. Xin có ý kiến với anh Quyền Ninh này. Em cũng đang là bệnh nhân, em cũng đang rất muốn có người chăm sóc. Đó, trời ơi. Vô luôn. Mà nếu như đã chăm sóc em thì là em sẽ phải thuê dài hạn. Ok. Quá hay luôn. Anh thấy thế nào? Chăm sóc bệnh nhân này cả cuộc đời được không? Dạ dư ạ. Được ạ. Có tính tiền bạc gì không? Dạ chắc em từ thiện luôn quá. Rồi, đứng đây, hai người đứng đây nào. Đó. Anh ơi, anh chưa nắm tay ai bao giờ. Hôm nay anh nắm tay em thế nào? Anh nắm như thế nào? Nắm như thế nào đó, thử thách lắm. Cái đó là nắm tay bệnh nhân đó, đang chuẩn bị là dìu vô giường bệnh. Còn đây, dạ, đó. Thiệt á, tôi thương ông anh tôi ghê luôn vậy đó trời. Anh thấy thế nào?
Anh thấy làm như nó có sảng khoái hay sao? Sảng khoái. Bấy giặc Toshiba điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Nếu mình quyết định bấm nút là mình bấm liền luôn, còn không quyết định mình không cần bấm. Bởi vì hai con người này cũng rất là hay nha, rất là vui vẻ, năng động ha. Một người cũng dễ thương, một người này thì khỏi phải nói rồi, cái ngành nghề của anh thì ai cũng trân trọng hết trơn á. Mình lớn rồi mình đủ quyết định, đưa ra quyết định đúng lúc ha. Mà đưa ra quyết định là phải chính xác nha. Mình phải có trách nhiệm với nó chứ không phải bấm vì bất kỳ điều gì cả. Anh đã bấm rồi đó. Anh bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. 1 2 3. Anh chị bây giờ chính thức đã là của nhau. Hãy nắm tay nhau đi nào. Đặt nụ hôn đầu tiên đi. Em không à? Đúng. Không lẽ tôi hôn? Không lẽ tôi hôn? Chịu thầy đứng yên cho anh hôn. Đã anh lên nào. Chúc anh chị sẽ sớm hạnh phúc. Cảm ơn chương trình ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Quyền Linh, cảm ơn Ngọc Lan, cảm ơn chương trình, cảm ơn quý vị khán giả. Chương trình có một số phần quà tặng dành cho anh chị. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một chiếc quạt máy Toshiba FLFA10VN, hiệu năng vượt trội, 3 tốc độ gió, chế độ hẹn giờ tắt, góc đảo gió 85 độ, động cơ hiệu suất 50W, điều khiển bằng nút nhấn và xoay. Đây là dòng sản phẩm với thiết kế thân thiện, thích hợp với nhiều không gian trong căn nhà của bạn. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc anh chị gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn anh chị. Thưa quý vị, những câu chuyện như thế nó vẫn đâu đó trong cuộc sống này, vẫn còn những con người như thế, họ chưa biết tình yêu là gì cả. Hãy mở lòng ra, hãy đem đến sự chân thành và đem đến một tình yêu nhiệt huyết dành cho những trái tim như vậy, để giúp cho họ có một tình yêu là nghị lực, là động lực, là niềm tin trong cuộc sống này. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ Bảy hàng tuần và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.